Xác cá nhà táng dạt vào đảo La Palma hồi tháng 6, thu hút sự chú ý do chứa khối lòng diên hương 545.000 USD trong bụng, nhưng đây chưa phải khối đắt nhất. Một nhóm nhà bệnh học thú y từ Đại học Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC, tới địa điểm xác cá nhà táng dạt vào đảo La Palma, gần quần đảo Canary, Tây Ban Nha, hồi tháng 6 để tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Trong quá trình điều tra, Antonio Fernandez, Giám đốc Viện Sức khỏe Động vật và An ninh Lương thực, IUSA, tại ULPGC, tìm thấy khối lòng diên hương lớn và cứng trong ruột cá, có đường kính khoảng 50-60cm và nặng 9kg. Vật thể quý hiếm này có giá trị ước tính lên tới 545.000 USD. Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, ngư dân Narong Phetcherai tìm thấy khối lòng diên hương nặng 30kg trên bãi biển ở tỉnh Surat Thani, Thái Lan, theo South China Morning Post. Vật thể ước tính trị giá 1 triệu USD. Hồi tháng 2 năm 2021, ngư dân làng Ankesa, Yemen, bắt gặp xác cá nhà táng trong lúc đi biển, theo New Flare. Ngoài hai tàu sẵn tại chỗ, họ phải huy động thêm 9 tàu khác để kéo xác cá vào bờ biển gần núi Samsan, tỉnh Aden, miền nam Yemen. Tới buổi trưa cùng ngày, nhóm ngư dân bắt đầu mổ xác cá nhà táng. Tổng cộng hơn 100 ngư dân tham gia mổ bụng con vật, bảo vệ khối lòng diên hương nặng 127kg và giao bán với giá 1,5 triệu USD cho một thương gia ở UAE. Năm 2020, ngư dân Navis Suanasang phát hiện những vật thể giống khối đá nhạt màu khi đang đi dạo trên bãi biển ở Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan, theo India Times. Ông cùng vài người anh em họ mang chúng về để kiểm tra. Họ đốt chúng bằng bật lửa, khiến chúng lập tức tan chảy và tỏa ra mùi thơm, giúp họ xác nhận đó là long diên hương. Những khối vật thể này ước tính nặng 100kg và trị giá tới 3 triệu đô la Mỹ. Bằng chứng hóa thạch về long diên hương có niên đại khoảng 1.75 triệu năm và có thể con người đã sử dụng chất này hơn 1.000 năm. Long diên hương được mệnh danh là kho báu của biển hay vàng nổi. Nguồn gốc của long diên hương là một bí ẩn suốt nhiều năm. Nhiều giả thuyết từng được đưa ra cho rằng đó là bọt biển cứng lại, thậm chí phân của những con chim lớn. Khi hoạt động săn bắt cá voi quy mô lớn bắt đầu vào những năm 1800, các chuyên gia mới phát hiện danh tính của nhà sản xuất long diên hương, cá nhà táng. Cá nhà táng ăn một lượng lớn động vật chân đầu như mực ống, mực nang. Trong đa số trường hợp, các bộ phận cứng và khó tiêu của con mồi sẽ bị nôn ra ngoài trước khi tiêu hóa. Nhưng đôi khi, những bộ phận này di chuyển vào ruột. Giới khoa học cho rằng, cá nhà táng tiết ra long diên hương nhằm bảo vệ cơ quan nội tạng khỏi những chiếc mỏ cứng và nhọn của mực, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London. Khối long diên hương có thể phát triển bên trong cá nhà táng suốt nhiều năm, sau đó được thải ra ngoài. Nhưng trong một số trường hợp có thể gây tắc nghẽn, nguy hiểm khiến cá nhà táng tử vong. Cá nhà táng phân bố ở khắp nơi trên thế giới, nghĩa là long diên hương gần như có thể trôi nổi trên bất cứ đại dương nào hoặc dạt vào bất cứ bờ biển nào. Nhưng chất này thực chất rất hiếm, chỉ được tìm thấy trong chưa đầy 5% xác cá nhà táng. Một số chuyên gia cho rằng cá nhà táng nhỏ và cá nhà táng lùn, những loài ăn nhiều động vật chân đầu, cũng tiết ra long diên hương nhưng với lượng ít hơn. Long diên hương ban đầu có mùi hôi, nhưng sau khi khô, nó tỏa ra mùi hương dịu ngọt và lâu tan. Điều này khiến long diên hương trở thành nguyên liệu quý trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa cao cấp và mang lại giá trị kinh tế cao. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.